Tin sáng ngày 4 tháng 1, tờ hợp radar tối tân của Nga bị nổ tung chỉ vài giờ sau khi được đưa đến Ukraine. Nga tấn công dồn dập theo hướng Kupiast và Bakhmut. Tình báo Hoa Kỳ có bằng chứng bệnh viện Ansifa ở Gaza được sử dụng làm trung tâm chỉ huy của Hamas. Lebanon nộp đơn khiếu nại khẩn cấp lên Liên Hợp Quốc chống lại Israel. Ba khinh khí cầu Trung Quốc bay qua bầu trời Đài Loan. Cảnh sát Nhật điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay. Nhật Bản chạy đua cứu hộ những nạn nhân trong vụ động đất Cảnh sát Hàn Quốc đột kích nhà nghi phạm đâm vào cổ lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc. Các bác sĩ Anh bắt đầu cuộc đình công dài nhất trong 7 thập niên. Nền kinh tế Đức sẽ gặp khó khăn vào năm 2024. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 4 tháng 1 của DKN. Sau đây là phần nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột. Cà phê đông minh rang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt, Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Theo nguồn tin từ truyền thông Ukraine, quân Nga đã đưa ra sử dụng tổ hợp radar trinh sát pháo binh Yeshev AV tối tân để phát hiện hệ thống HIMARS. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi được đưa vào hoạt động, tổ hợp radar tối tân này đã bị chính HIMARS của quân Ukraine phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Moscow đang sử dụng radar phản pháo Yeshev AV mới của Nga ở Ukraine. Tổ hợp radar này được thiết kế để phát hiện các hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp, cũng như các loại pháo và súng cối thường được sử dụng bởi máy bay chiến đấu của Kiev. Tuyên bố từ điện Kremlin cho biết hệ thống này sẽ làm tăng hiệu quả hỏa lực của pháo binh và khả năng sống sót trên chiến trường. Radar này được thiết kế để theo dõi tên lửa của đối thủ và giúp tìm ra vị trí chính xác của hệ thống pháo binh địch. Truyền thông nhà nước Nga cũng đăng tải các nội dung khẳng định đây là hệ thống radar hiện đại nhất của nước Nga nhưng chỉ trong vài giờ, lực lượng đặc biệt của Kyiv đã tấn công hệ thống radar chap Av tại một địa điểm ở phía nam đất nước bằng một trong những hệ thống của HIMARS. Thay vì tìm vị trí của hệ thống HIMARS của Ukraine, tờ radar tối tân của nga đã bị HIMARS hạ gục trước. Quân đội Kyiv cho biết vào tháng 8, họ cũng đã phá hủy một tờ hợp chap Av tương tự. Oleksandr Sisky, chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Ukraine cho biết, quân Nga tiếp tục các hoạt động tấn công thọc sâu theo hướng Kupiast và Bakhmut và đang tập hợp lại theo hướng Limani. Thông tin cho hay, giao tranh dữ dội vẫn tiếp tục diễn ra ở hướng Bakhmut gần khu định cư Bodar Gipka và quân Nga cũng đang cố gắng tiến về thị trấn Yar. Ở hướng Kupiast, các cuộc tấn công hàng ngày của quân đội Nga diễn ra tại làng Sinkivka và một cuộc tấn công tiếp theo vào thị trấn Kupiast. Theo hướng Limani, quân Nga sau khi chịu tổn thất đang tập hợp lại và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công. Họ đồng thời sử dụng bom dẫn đường để tấn công đường không. Chỉ huy Sisky của Ukraine lưu ý rằng, tại các khu vực tấn công, quân Nga đã tăng cường sử dụng các thiết bị để hỗ trợ hoạt động tấn công của bộ binh. Theo tuyên bố của Ukraine, ở thời điểm hiện tại, quân Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến và thành công ngăn bước quân Nga. Tờ New York Times đăng tải thông tin về việc các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Hamas và lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã sử dụng bệnh viện al shifa ở thành phố Gaza làm trung tâm chỉ huy quân sự và nơi giam giữ tù nhân. Kết luận này được ủng hộ bởi một nhân vật cấp cao trong Hội đồng Tình báo của Mỹ, người tuyên bố rằng Hamas đã sử dụng cơ sở bệnh viện và địa điểm ngầm để quản lý các hoạt động chỉ huy và kiểm soát, cất giữ vũ khí và giam giữ tù nhân. Các cơ quan tình báo cũng có thông tin cho thấy những kẻ khủng bố đã rời khỏi cơ sở này vài ngày trước chiến dịch mở rộng của Israel diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Sau khi rời đi, họ đã tiêu hủy tài liệu và thiết bị điện tử nhằm che giấu bằng chứng, khiến thế giới nghi ngờ các tuyên bố của Israel. Tòa Bảy Ốc bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố của Israel rằng bệnh viện này từng là trung tâm chỉ huy khủng bố. Vào ngày 14 tháng 11, ông John Kirby, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, tuyên bố chúng tôi có thông tin xác nhận Hamas sử dụng bệnh viện được đề cập làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Sau hoạt động quân sự của IDF tại Bệnh viện Gaza, nhiều cơ sở hạ tầng khủng bố, bao gồm cả đường hầm và cơ sở ngầm, đã bị lộ trong những tuần sau đó. Các tổ chức y tế và nhân đạo đã đến thăm địa điểm này và một nhóm từ Tổ chức Y tế Thế giới đã mô tả Bệnh viện Al-Sifa là một vùng tử thần sau sự ra đi của quân đội Israel tờ New York Times cho biết lực lượng tình báo Mỹ tin rằng những tuyên bố của Israel về việc một số tù nhân bị giam giữ tại các bệnh viện này là thông tin đáng chú ý. Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, IDF đã tập trung vào việc chứng minh al shifa không chỉ là một bệnh viện hay nơi cư trú của dân thường, mà trên thực tế, đây chính là một trung tâm chỉ huy quân sự, và sau đó họ đã phát hiện ra những đường hầm bên dưới bệnh viện. Lebanon nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để chống lại Israel sau vụ ám sát Phó trưởng Bộ Chính trị Hamas Saleh al-Arouri và các thủ lĩnh khác của lữ đoàn al-Qassam ở ngoại ô phía nam Beirut vào tối thứ ba. Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati lên án vụ tấn công là tội ác mới của Israel và là nỗ lực kéo Lebanon vào chiến tranh. Chính phủ Lebanon cho biết trong một tuyên bố rằng. Thủ tướng Mikati đã ra lệnh cho Ngoại trưởng Abdullah Bao Habib gửi khiếu nại khẩn cấp tới Hội đồng Bảo an về những vi phạm mới của Israel đối với chủ quyền Lebanon và hành vi nhắm mục tiêu trắng trợn ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Ông Mikati cho biết trong một tuyên bố, vụ tấn công này là một tội ác mới của Israel nhằm đưa Lebanon vào một giai đoạn đối đầu mới sau các cuộc tấn công hàng ngày đang diễn ra ở miền nam, khiến một số lượng lớn tử đạo và bị thương. Thủ tướng Lebanon lên tiếng kêu gọi các quốc gia liên quan gây áp lực bộ Israel phải dừng các hành động của họ. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 1, thông báo trong khoảng thời gian từ 8 giờ 27 phút sáng đến 6 giờ 41 phút chiều, ngày 2 tháng 1, có 4 khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vượt qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan và 3 trong số chúng bay qua đảo chính của quốc đảo này. Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, theo thống kê từ 6 giờ sáng ngày 2 đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 1, có tổng cộng 9 máy bay của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc bay qua vùng biển và vùng trời xung quanh eo biển Đài Loan. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết, hôm ngày 2 tháng 1, họ phát hiện thấy các khinh khí cầu của Trung Quốc vào lúc 8 giờ 27 phút sáng, 2 giờ 53 phút chiều, 3 giờ 52 phút chiều và 6 giờ 41 phút chiều, có tổng cộng 4 khinh khí cầu được phát hiện bay ngang qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan. Các khinh khí cầu này bay ở độ cao khoảng 3,6 km, 5,5 km, 6,7 km và 7,3 km theo hướng đông bắc và lần lượt biến mất vào lúc 10 giờ 48 phút sáng, 5 giờ 18 phút chiều, 7 giờ chiều và 7 giờ tối ngày 2 tháng 1. Theo bản đồ đường đi, các khinh khí cầu trên do không quân Đài Loan công bố thì ba trong số các khinh khí cầu đã bay qua đảo chính của Đài Loan. Giới chức Đài Loan đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn hơn để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan. Họ sử dụng các hình thức đa dạng từ chiêu đãi du lịch đến bỏ phiếu giả. Và điều được lặp đi lặp lại là việc sử dụng các biện pháp dân đe cơ dân sự và quân sự chống lại Đài Loan. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà ô long bản bo của Đạm Thủy. Trà có hương thơm tự nhiên, vị chát nhẹ và ngọt hậu, sản xuất theo quy trình và kỹ thuật cao của Đài Loan. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra xem liệu có sơ suất nào gây ra vụ va chạm chết người giữa chuyến bay của Japan Airlines và một máy bay nhỏ hơn của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở Tokyo hôm thứ Ba hay không. Toàn bộ 379 người trên máy bay của Japan Airlines đã thoát chết một cách thần kỳ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda và chìm trong đám cháy khổng lồ. Nhưng năm trong số 6 hành viên nhưng năm trong số thành viên của lực lượng cảnh sát biển trên máy bay đã thiệt mạng. Các quan chức cho biết, chiếc máy bay chở khách đã va chạm với máy bay de Havilas Das 8 của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản khi nó chuẩn bị cất cánh. Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo và Ban vận tải An toàn Nhật Bản JTSB đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn với sự tham gia của các cơ quan của Pháp và Anh. Đây là những quốc gia có liên quan đến việc sản xuất máy bay Airbus. Nguồn tin từ cảnh sát Tokyo cho biết họ đang xem xét khả năng về những bất cẩn trong nghề nghiệp đã dẫn đến vụ tai nạn và gây thương vong. Theo người phát ngôn cảnh sát, một đơn vị điều tra đặc biệt đã được thành lập tại sân bay và họ đang điều tra đường băng cũng như thẩm vấn những người có liên quan. Hãng tin Kyodo đưa tin Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo và Ban vận tải an toàn Nhật Bản đã thu hồi được máy ghi âm chuyến bay và giọng nói từ máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển. Theo thông tin từ Japan Airlines, chiếc máy bay chở khách cất cánh từ Sapporo Đến Tokyo, trong chuyến bay kéo dài 90 phút, đã được kiểm soát không lưu sân bay Haneda cho phép hạ cánh trước khi va chạm. Sau đó chiếc máy bay bốc cháy và trượt xuống đường băng như một quả cầu lửa. Hãng hàng không Nhật Bản cho biết chiếc máy bay tiếp tục bốc cháy trong hơn 6 giờ, nhưng tất cả 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn trong vòng 20 phút sau vụ tai nạn. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau loạt trận động đất mạnh xảy ra ở miền Tây Nhật Bản trong tuần này. Cho đến hôm nay, lực lượng cứu hộ ở miền Tây Nhật Bản vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập, giữa bối cảnh nhiệt độ xuống thấp và mưa lớn dự báo sắp đến. Như tin đã đưa, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã tấn công quận Ishikawa trên đảo Honshu và trên bờ biển đối diện thủ đô Tokyo, vào hôm thứ Hai và gây ra những trận sóng thần, hỏa hoạn và cả làm sập các tòa nhà. Dư chấn được cảm nhận ở tỉnh Ishikawa và các khu vực lân cận hai ngày sau trận động đất đầu tiên, trong đó bán đảo Noto bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo nhà chức trách Nhật Bản, tính đến cuối ngày hôm qua, có ít nhất 62 người được xác nhận là đã thiệt mạng và 300 người bị thương do trận động đất. Phát biểu tại cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm hôm qua, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết chính quyền địa phương, cảnh sát, lính cứu hỏa và các đơn vị hoạt động khác, bao gồm cả trò cứu hộ, đang nỗ lực cứu hộ. Khoảng thời gian 72 tiếng đồng hồ đầu tiên được coi là rất quan trọng cho việc cứu hộ thành công. Ông Kishida cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người sống sót dưới đống đổ nát, nhưng nhà chức trách đã nhận được rất nhiều thông tin về những người cần được giải cứu. Trong khi đó, những cảnh báo thời tiết của cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA đã khiến hoạt động cứu hộ càng thêm khẩn trương, Cơ quan này dự báo sẽ có mưa lớn trong khu vực và kiểu hình thời tiết này sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trước nguy cơ lở đất. Ở thời điểm hiện tại, nhiều ngôi nhà trong khu vực bị động đất vẫn không có điện, nước và dịch vụ điện thoại di động. Cảnh sát Hàn Quốc đã đột kích vào nhà và văn phòng của người đàn ông được cho là đã đâm vào cổ lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung. Vụ tấn công này xảy ra khi ông Lee đi ngang qua đám đông các nhà báo sau chuyến thăm địa điểm được đề xuất xây dựng sân bay mới ở thành phố Busan hôm thứ Ba. Cải tấn công đã giả làm người ủng hộ để tiếp cận và xin chữ ký trước khi lấy được một con dao dài 18cm và đâm chính trị gia này. Sau khi được cấp cứu tại Busan, ông Lee được trực thăng đưa đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul để tiếp tục phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đã thành công và chính trị gia người Hàn Quốc đang phục hồi. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau vụ tấn công. Cảnh sát cho biết, anh ta nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã cố gắng giết chết ông Lee và lên kế hoạch tấn công một mình. Tuy nhiên, động cơ của người này vẫn chưa được xác định. Cảnh sát Busan đã đến khám xét nhà và văn phòng của nghi phạm ở trung tâm thành phố Asan vào hôm qua, ngày 3 tháng 1. Phía cảnh sát cũng xem xét việc xin lệnh bắt giữ chính thức đối với nghi phạm vì cáo buộc cố ý giết người. Nguồn tin ban đầu từ cảnh sát cho thấy nghi phạm này khoảng 67 tuổi và đã mua một con dao leo núi trên mạng. Tuy nhiên, họ từ chối cho biết chi tiết văn phòng làm việc của người đàn ông này ở Asan. Thông qua các bức ảnh của truyền thông địa phương có thể thấy, đây là một văn phòng bất động sản. Ông Lee Jae-myung là một người theo chủ nghĩa tự do và là người đã thua Tổng thống Jun Sik Jong 0,7 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Đây là mức tranh lệch siết sao nhất được ghi nhận trong một cuộc bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc. Các cuộc khảo sát công khai gần đây đã xếp ông Lee trở thành một trong hai ứng cử viên được yêu thích nhất cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2027. Văn phòng của ông Lim Jae-myung lên án vụ đâm là một cuộc tấn công khủng bố và người tấn công ông này là kẻ thù của nền dân chủ tự do. Ông Lee từng lớn tiếng chỉ trích tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm và hồi năm ngoái, chính trị gia này đã phát động cuộc tuyệt thực kéo dài 24 ngày để phản đối các chính sách lớn của tổng thống, bao gồm cả việc kêu gọi phản đối việc Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Các bác sĩ bệnh viện ở Anh hôm thứ tư ngày 3 tháng 1 đã bắt đầu cuộc đình công dài nhất trong suốt 7 thập niên qua của cơ quan y tế quốc gia Anh. Các bác sĩ cho biết họ đã nghỉ việc trong 6 ngày và đây là một động thái leo thang lớn của cuộc tranh chấp tiền lương kéo dài giữa họ với chính phủ Anh. Hoạt động đình công sẽ diễn ra vào một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm của cơ quan y tế quốc gia Anh khi cơ quan này phải đối mặt với áp lực gia tăng từ các bệnh về đường hô hấp trong mùa đông. Đây là cuộc đình công liên tiếp sau cuộc đình công kéo dài 3 ngày diễn ra ngày trước Giáng sinh. Cơ quan Y tế Quốc gia Anh cho biết cuộc đình công sẽ có tác động đáng kể đến hầu hết tất cả các hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ. Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Stephen Powis cho biết tháng 1 này có thể là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong năm mà cơ quan này từng phải đối mặt. Thông thường, 2 tuần sau Giáng sinh, số lượng người nhập viện sẽ gia tăng do người dân trì hoãn việc điều trị để dành mùa lễ hội bên gia đình. Cuộc đình công này bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 1 và dự kiến sẽ kết thúc cùng lúc vào thứ ba ngày 9 tháng 1. Các bác sĩ trẻ ở Anh đã đình công ít nhất 7 lần kể từ tháng 3 năm 2023. Thủ tướng Rishi Sunak và lãnh đạo bệnh viện đã chỉ trích hành động này. Nền kinh tế của Đức có thể tăng trưởng nhẹ trong năm nay, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đang dự báo một năm mờ nhạt, sự phát triển của nền kinh tế Đức như trong quá khứ dường như không thể có được ở năm 2024. Vẫn chưa có số liệu chính thức của nền kinh tế Đức ở thời điểm hiện tại, nhưng từ cuối năm ngoái, nền kinh tế Đức đã có dấu hiệu suy giảm. Hầu hết các nhà kinh tế và hiệp hội ngành nghề của Đức đều nhất trí về nhận định năm vừa qua là một năm trì trệ. Sự thống nhất quan điểm này là điều hiếm gặp tại Đức. Dự báo kinh tế hiện tại của chính phủ Đức xác định tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2024 sẽ tăng 1,3%, nhưng gần như tất cả các nhà nghiên cứu kinh tế có uy tín nhất đều dự đoán mức tăng trưởng GDP của Đức sẽ dưới 1% vào năm 2024. Moritz Kremer, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Landpank Baden-Württemberg đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng ông không muốn tranh luận về việc tăng trưởng cộng hay trừ bao nhiêu phần trăm mà đề cập đến một thực tế là nền kinh tế của Đức đang trì trệ. Những lý do được cho là dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế Đức là lạm phát, tâm lý người tiêu dùng, suy thoái kinh tế toàn cầu hay giá năng lượng không ổn định và cả quá trình chuyển đổi xanh do Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Robert Habeck thúc đẩy được cho là tiêu tốn rất nhiều tiền. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây xin kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp xin gửi tới hòm thư contacta.dkn.tv Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.